Thưa quý vị, ngoài nắng nóng gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của con người thì ô nhiễm không khí cũng tương tự như vậy. Ngày 14 tháng 6, Viện Chính sách Năng lượng thuộc Đại học Chicago, Mỹ đã công bố báo cáo cho thấy ô nhiễm không khí do đốt nhiên liệu hóa thạch đã làm mất đi 2 năm tuổi. Theo báo cáo chỉ số cuộc sống và chất lượng không khí tại các bang Uttar Pradesh và Bihar của Ấn Độ, nơi có 300 triệu người sinh sống, bệnh phổi và tim do ô nhiễm bụi mịn PM2.5 gây ra làm giảm 8 năm tuổi thọ của người dân, trong khi con số này ở thủ đô New Delhi là 10 năm. So với các nguyên nhân gây tử vong sớm khác, tác động của ô nhiễm bụi mịn PM2.5 có thể so sánh với việc hút thuốc lá, gấp 3 lần so với sử dụng rượu và 6 lần so với bệnh HIV/AIDS. Báo cáo cũng cho thấy mật độ bụi mịn tại hầu hết các khu vực đông dân nhất trên thế giới đều vượt quá tiêu chuẩn của WHO, trong đó châu Á dẫn đầu. Nhóm nghiên cứu nhấn mạnh việc đảm bảo không khí trong sạch sẽ trả lại thêm số năm tuổi thọ cho mọi người trên khắp thế giới. Việc giảm ô nhiễm không khí toàn cầu một cách bền vững để đáp ứng các hướng dẫn của WHO sẽ giúp tuổi thọ trung bình của con người kéo dài thêm 2,2 năm.